giờ lại có chuột thì anh bắt nè. Xế này làm cũng ồ, các bạn mấy clip trước mình có chia sẻ cái tài xế này là lái cần cút mua dịch này nhá. Đó, giờ tài xế này lên bờ rồi nha các bạn, không còn ở dưới sông bên bên nữa. Chạy lên đâu rồi à, đâu vậy? Gốc còn chào má nữa không hay à. Tôi mua mẻ cây Isumi, tôi mua S 160. Đây một anh YouTuber đang đứng ngoài phim nè các bạn thấy không? Đó, đây anh YouTuber. Đó. Và anh đang YouTuber đang lội xuống đây. Ở trên đây. Wow, này là đại hội võ lâm luôn nha các bạn. Thank you.
này mà nó đi nó bò không có dĩ luôn nha các bạn. Hôm nay quay cái chiếc que này là đại hội võ lâm của anh YouTuber. À, quá trời, 1 anh, 2 anh, 3 anh, 4 anh, 5 anh, 6 anh. Xa 2 mét. Ô, chạy à, đó, chiếc. Chiếc lên. Ô, chiếc lên đây. Đó, thấy chưa? Đâu rồi, đâu rồi. Chạy ngược gì đâu. Đó, chạy chiếc dốc. Ừ, vậy đi. Rồi dí rồi, dí nè, quan dí nè, đó. Dí đi, đây. Đạp gom đi anh em ơi. Chui ra coi, mày chui ra coi, đâu rồi? Rồi mất luôn rồi. Cây vậy nè. Còn nắm lá nữa.